Hình như ta gặp nhà ngươi ở đâu rồi? Nhà ngươi mau khai ra, có phải nhà ngươi là... Nhà ngươi... Dạ bẩm bà. Theo như giao ước ấy, là cậu con đây là không được lên tiếng xưng danh. Xưng danh là sẽ thua cuộc. Trời ghê mà. Thôi, chàng trai này không bị mắc mưu của bà đâu. Bà thấy không? Rất thông minh, không bị mắc mưu bà. Vậy một lần nữa ta quyết định ta sẽ gả. Ngại nhầm, ta gả con gái ta cho. Lại khoan. Các người cứ ở đây, con sen cứ ở đây, ông theo tôi vào đây đã. Cứ bình tĩnh, nghe tôi nói đây này. Này, tôi bảo nhá, ông có thấy cái thằng hôm qua nghi không? Tôi nhìn mặt nó là quen lắm đấy. Hay là vợ chồng mình cứ hoãn cái việc này lại nhá. Không được, hoãn là hoãn thế nào? Bà thấy đấy, thằng này nó thông minh như thế, nó lại có sức khỏe như thế, không gả cho con sen nhà mình phí uổng. Thì không biết thế. Thế nhưng mà trong cuộc thi ngày hôm qua ấy, ông thấy đấy, bất cứ cái đề thi nào ông ra thì hai thằng đầy tớ của nó cũng giải quyết được hết. Hơn nữa, đến cái lúc bê thóc ấy, tôi thấy cái dáng bê thóc của nó, cái dáng bê thóc và cái dáng bê của nó chạy đi chạy lại cứ như là con nhà nông dân đấy ông ạ. Nông dân càng tốt chứ sao, nó có sức khỏe, mai kia nó về nó hầu hạ con sen nhà mình, có khi nó lại hầu hạ cả tôi và cả bà nữa chứ nhỉ. Ôi giời ơi, cứ nằm đấy mà mơ nó hầu hạ tôi với ông còn lâu. Mà tôi thấy nhá, mặt nó cứ gian gian điều điều thế nào ấy. Ừ, mà hơn nữa tôi lo nó hám tiền hám của cái nhà này lắm. Mà ông quên rồi à? Này, ông quên là tiêu chí của vợ chồng mình là phải kén được một chàng rể hay chữ, nhiều chữ, học giỏi và đặc biệt là không được hám tiền hám của cái nhà này. Ôi tôi chết. Ôi trời ơi. Đấy. Bà mà không nhắc là tôi quên béo đi mất ý. Thế bây giờ phải làm thế nào? Làm thế nào nhỉ? Mà ông biết rồi đấy, trong cuộc thi ngày hôm qua, bất cứ đề thi nào ông ra thì tôi thấy hai thằng đầy tớ của nó cũng giải quyết hết. Theo tôi bây giờ nhá, là ông phải tách ra, tách riêng thằng đầy tớ ra. Tách ra. Và hơn nữa, theo tôi ông hãy ra để bắt nó viết một bài sớ tấu, nó viết được, nó đọc được trước tất cả mọi người, trước dòng họ tổ tiên nhà ta, thì vợ chồng mình đồng ý cả con sen cho nó. Ôi trời ơi, đúng là vợ yêu quá. Đây, thưởng cho cốc nước đi. Nói thưởng cho cô dặn này. Đây. Phải rồi. Tôi sẽ cho nó viết một bài sớ tấu. Nếu nó đọc được thì tôi hãnh diện với cả dòng họ. Đúng. Còn nếu nó không biết viết được thì tôi sẽ vạch mặt đúng. Nó ra trước dòng họ. Đúng không? Nó ra. Ừ. Đúng. Thôi bây giờ ra luôn. Đúng, theo tôi đi. Trời ơi. Quán cả ra đấy. Thành cái chồng thế. Thế ông bà đã bàn bạc xong chưa? Thưa ông bà, theo đúng luật thi, cậu con là thắng cuộc ạ. Mong ông bà thông báo cho cả làng, cả tổng biết cậu con được làm rể nhà ông bà. Được, coi như là cậu đã được lựa chọn. Đừng có mừng vội. Ngày mai là ngày giỗ của dòng họ, ta muốn khoe rể mới. Chính vì vậy, chàng rể mới của ta phải dâng lên một bài sớ tấu. Ngay bây giờ, về phải viết cho ta một bài sớ tấu đấy. Ngày mai, sẽ đọc cho cả dòng họ nghe. Hiểu chưa? Để ta số mặt. Đúng. Bà, nói tiếp đi. Đúng là như thế. Nếu ngày mai trước dòng dõi tổ tiên nhà ta, nếu ngươi đọc được sớ tấu thông suốt thì vợ chồng ta sẽ gả con sen cho nhà cậu, được chưa? Hay lắm, hay lắm. Thôi, bây giờ không phải bàn cãi nhiều nữa. Ngày mai ta sẽ gặp nhau ở đình làng.
Còn bây giờ mọi người về nghỉ dùng bữa. Bà vào đi bà. Này bà đúng cái trời ơi, thèm quá thế kìa. Có hiệp bình tĩnh. Đâu sẽ có đó. Đồ ăn con mang lên hết rồi ạ. Hết rồi hả? Đây rót rượu vào ông nè. Tay nè. Chắc là cậu thi thố cũng mệt rồi hả? Đây con nửa con gà, tôi bảo con bận nó luộc thần cậu đây. Ông nói nhỉ? Gà luộc, mời cậu cứ tự nhiên nhá. Dạ thưa ông bà, sáng nay cậu con cũng thi nhưng chúng con cũng thố Tức là hai cậu cũng muốn chơi. Vậy thì ông bà cho chúng hai con chúng con chơi với. Từ. Đâu sẽ có đó, làm sao phải vồ cậu. Thế như là ma đói. Nghe đây này, cái luật ở gia đình này nên là người hầu không được phép ăn chung với cả ông chủ bà chủ, nghe nó chưa? Chưa. Cứ ra kia, lát nữa sẽ có phần. Và có. Có phần là có phần, khổ lắm. Đây, đấy. Xin bà. Hai anh đấy. Xôi. Mời ông ngồi xôi đi. Mời. Này, con Luận, mày mang cái đĩa này xuống. Với một ít cơm xuống dưới bếp, rồi ăn với cô Dên nhá. Dạ vâng ạ. Cầm xuống ăn cùng với cô nhá. Này, chăm cô cẩn thận đấy nhá. Ôi trời ơi. Dạ bẩm bà, thịt lợn ngon quá. Ngon quá. Nhưng mà có tí rượu thì ngon hơn. Như này à bà. Ông ơi nhìn này. Ăn kìa. Ôi trời ơi. Ăn kìa. Rót rượu à, cay cay đây. Đúng bà. Ui giời ôi. Thôi ăn cơm thôi. Mà dạ anh có nghe ngóng được gì không? Họ chả kịp nói gì ngoài việc gì? Ăn. Cả ba người nhá. Ăn lấy ăn để như chết đói ấy. Này ạ. Dạ. Dạ vâng. Thì cha mẹ ta có gả ta cho hắn không? Điều ấy là chắc chắn rồi. Ngày mai dỗ họ nhá. Anh ta chỉ việc đọc một bản văn tế, thế là ông bà đồng ý thôi. Mà chứ em đang đổ hết cực cực khi nghĩ đến này đấy đấy này. Thôi cô ăn cơm đi, em ăn đây. Em lúc nào chị ăn. Ơi, chữ mày ở đâu mày ra đây đi chữ ơi, chữ ơi. Anh Tèo ơi. Dạ con biết tội rồi, dạ Tèo biết tội rồi, dạ. Anh Tèo ơi.
Anh tôi với anh chưa ngủ, đêm mới sang đây đấy. Ngày mai Tiểu phải đọc văn tế trước mọi người, nhưng mà Tiểu không biết chữ, không biết viết, không biết gì hết. Ôi, anh không cần phải viết đâu. Bởi vì ngày mai nếu anh có làm được thì cũng sẽ bị tống ra khỏi nhà vì cái tội dùng câu từ phạm quý. Đó là toan tính của bà dì tôi. Bà ta gả tôi cho anh, rồi gán cho anh cái tội là coi thường tổ tông nhà vợ. Anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Còn tôi thì thuyền theo lái, gái theo chồng. Bao nhiêu cơ nghiệp nhà tôi cũng sẽ vào tay bà ta hết đi. Thì bây giờ Tiểu phải làm sao bây giờ? Tôi có cách rồi. Nếu anh có lòng Tiểu có lòng nhưng mà không lấy ra được câu. Trời ạ, cái đồ ngốc này. Ý tôi là chúng ta sẽ cùng đối phó với bà ta. Thế nhá. Chào sen. Chúng đây rồi. Anh à, dạ anh à. Anh gì? Anh gì? Đấy, chuồn luôn. Không dám ai chết cả luôn. Mình vào đây làm gì nhỉ? Vợ chồng lão u ông này, năm tiền thì đâu ở đây? Bình quý này ta phải bỏ lại. Thank you.
cho đi ơ. Ông Nho Nghĩa ơi, đâu rồi? Ông Xuân ơi, ông bé bé cái mồm thôi. Ông cứ gào lên thế, chết cả luôn. Ông làm gì ở trong đấy? Chuồn thôi, không chết bây giờ. Chuồn thì chuồn rồi, nhưng mà tôi nói thật với ông, bị Lão Lý chơi vố đau ơi đau. Nhục, cái nỗi nhục này, nhục ông thôi. Nhục, đấy là nhục chung. Ông tưởng một mình ông nhục đi à? Tôi còn nhục bằng 9 ông ấy. Cái bình gỗ, bình gỗ à? Để đẹp thế. Tôi vào, vợ chồng Lão Lý ngủ say như chết. Thế là tôi trốn luôn cái bình này. Ông này kiếm là giỏi. Lão Lý, như thế nào ngoan cặp? Đem vợ già người ta đi. Già là già thế nào? Anh em mình là người có học, ai lại đi ăn cắp? Ông phải nên nhớ cái câu là đã là nhà nho thì không được ăn cắp của người. Đã là nhà nho là người có học thì đói cũng không đi được ăn cắp của người. Hiểu không? Hiểu. Hiểu cái nào của ông ấy? Hiểu thì ông vào tự đòn chung với thằng Téo đi kìa. Vào trong kho đấy. Còn tôi ấy, nè, chuồn thôi. Nè, nè, đợi tôi với. Đợi tôi với. Hết người đọc văn tế rồi à?
cái thằng này. Thằng này sao lại bỏ cái thằng này đọc văn tế hả? Như thế coi khinh dòng họ nhà ta, biết chưa? Đã thế này ta sẽ lấy hết vợ tiền à, ta sẽ lấy hết chữ của các ngươi. Thằng này cô cũng cô linh thiên, cô độ trị cho cả dòng họ có được may mắn để văn lộc văn tài ạ. Dạ cho lấy cụ cả lấy đồ văn tài chúng con ạ. Chúng quái gì cái này? Dạ thưa cụ là thằng này à, không mà thằng này nó là con rể của cô. Con rể ạ. Mà nó là con cháu của các cụ ở đây. Ôi dòng họ. Đã cưới hỏi gì chưa mà con với chặt cháu hả? Ta không cần cái văn tế này. Không muốn giận ạ. Muốn giận ạ. Các người đưa người lạ vào đây làm mất đi sự tôn nghiêm của nhà thờ họ ta nhá. Như thế gọi là gì? Khinh tổ tiên. Cụ là con dám khinh tổ tiên? Không ai dám khinh. Ta sai. Ta sai. Ta sai à? Không sai. Dạ cụ rất đúng ạ. Dạ cụ không sai ạ. Dạ trăm lại cụ ngàn lại cụ, cả dòng họ con là không dám sai ạ. Dạ rất phục tùng cụ ạ. Dạ mong cụ ban lộc ban tài vinh hoa phú quý, dạ để cho dòng họ được nhờ ạ. Không phải nói nhiều nữa. Mầm đâu? Cô đâu? Thằng Trường đi. Cô đâu? Trời ơi, dọn ngay ra. Thôi, quỷ cô. Ôi, nó thấp người cô. Ôi, ngon thế. Rượu. Cái gì? Cổ đây à? Xôi đâu? Xôi mà đống lù như thế à? Xôi lạ. Ta thích ăn xôi lạ. Ai? Ui, cổ thích ăn xôi lạ. Xôi lạ thì vừa hết mùa. Cái gì đây? Dạ, cho nó bổ quả. Dạ, quê mình gọi là thơm mắt đấy. Ít thế này thì ai ăn ai nhỉ? Dạ, cứ đụng đi ở dưới thì còn 10 mâm nữa. Nhìn đi. Xem có lộc không? Chân gà nó rúm như thế này thì làm gì có lộc ạ? Dạ, dạ không có lộc. Dạ mong cụ ban lộc ban tài cho cả dòng họ được nhỉ? Các người nhá, sẵn vậy nhá. Ta sẽ phạt các người mùa nào vụ đấy phải có của ngon vật lạ dâng lên cho ta. Được chưa? Nếu các người không làm được nha thì ta phạt các bạn. Phạt mày. Thank you.
làm mùa màng thú bội để dâng cho các cụ, ông hiểu chưa? Mày đâu? Mày đâu? Mày đâu? Giữ nó lại! Đuổi nhau! Đuổi nhau ra làm này! Đuổi nhau! Đuổi nhau! Trời ơi! Trời ơi! Giữ nó lại! Trời ơi! Nhanh lên! Đuổi đánh bắt đi ạ. Không thể đâu. Cái miệng này rồi. Chụm được cái bình cỏ này. Này, ông ăn cắp à? Gì ai cắp? Đem giả người ta đi. Ông phải giữ cái cốt cách của cái người học trò. Đem giả đi. Giả là giả thế nào? Giả để tôi mang về cho bác. Nếu mà không giả ấy, vẻ bán ấy, chia đổi nhá. Tham được vừa thôi. Con giỏi. Giống nhau mà. Đúng rồi, đúng rồi. Hai thằng kia. Ui dồi ôi, đúng rồi. Ăn chút. Tếu hiền như thế thì làm sao mà ăn cắp được? Tôi không tìm cậu Tếu. Tôi tìm hai thằng hầu của cậu Tếu. Chúng nó ăn cắp cái bình của nhà ông Lý ạ. Cậu cứ nhầm thế nào đấy chứ? Tếu thì làm gì mà có người hầu, cậu ấy không thấy cả. Cô nói thế nào ấy? Cậu Tếu không ngố đâu. Cậu Tếu có đầy một bụng chữ mà. Thôi hai cô cho tôi hỏi, nhà cậu Tếu ở đâu, đâu ạ? À? Tếu thì làm gì có nhà? Nó ở trong cái miếu hoang kia, được chưa? Cảm ơn hai cô nhá. Hai tay, chụp kia. Mày ra đây. Ôi này, thằng nô nó đến. Nó đang tìm mình đấy. Lấp đi. Tôi vào tìm rồi, chả thấy ai trong đấy cả. Tôi nhờ hai cô nhá. Nếu mà thấy hai thằng hầu đấy, hai cô đến nhà ông Lý báo giúp tôi với nhá. Tôi đi tìm tiếp đây. Cảm ơn hai cô. Rồi nó đi rồi, chuẩn rồi. Đi rồi. Em ơi, nép vào lòng anh, má kề bên nhau anh nhắc chuyện ngày qua, cho mối duyên thêm mặn mà. Em hà mồm anh nhét miếng đậu phụ. Em ơi, thôi, ông hát gì mà nó chua như mẻ thế? Em ấy là miếng đậu của ông à? Để em. Em ơi, em đến từ đâu mà như rồi nhặng anh bâu vào người. Em ơi, vẻ đẹp kiêu sa trông như thần tiên thoát tục, anh thấy em mà phải quỳ phục. Em ơi, mau đến đây để anh đỡ bị nhục.
chú Phúc ơi, chán chết rồi. Mọi người đây là Mimi đấy. Em bây giờ nhìn rõ Mimi rồi. Trông xa thì cứ tưởng là Kiều, lại gần mới hóa là người yêu cái thằng Chí. Chí gì? Chí nào? Chí Toàn. Toàn nào? Bạn người yêu Chí Mạnh này nè. Toàn, Toàn có thích dụng hết răng không? Ba cái này muốn đây còn Toàn lợi. Mimi ơi, em ơi. Em lại đây xem nào. Em sang sang nhé. Em sang sang đây, sang sang phía này. Sang. Anh em ạ, anh em ạ. Em ơi, sao trông em nó hết cả là nhuệ khí thế kia? Thế em phục vụ bọn anh như thế này có vất vả lắm không? Em vất vả lắm nhưng mà em vẫn chịu được các anh ạ. Chịu được à? Hay làm một ly đi em. Nào, nhóm mình bây giờ ấy là phải tràn phè ra cho tình cảm anh nhỉ? Đúng rồi em. Lên luôn. Lên luôn. Quá. Lên luôn, lên luôn, lên xuống ngay. Ôi dồi ôi, đổ hết em rồi. Ăn đi. Em gấp cho các anh ăn nha. Em mời anh. Ôi, ngon không? Ngon quá. Anh chơi miếng cho tình anh cảm. Còn, anh bao mạnh. Ôi dồi, em có hai thằng trẻ, đút cho hai thằng trẻ. Thằng già nhất ở đây chả đút. Ôi dồi, đi này, đây để miếng cuối nó mới ngon nhất à. Em ơi. Em. Dạ. Cơn gió độc nào lại đưa em đến quán này thế? Anh không biết cái gì à? Quán này là quán của bầu Khánh đấy. Em với bạn bè với nhau nhá này, bố nuôi mà chả biết cái gì cả. Mà nhá, anh biết ông ghê gớm kinh khủng mới được ấy. Ngoa ngoắt cái chửi bới om sòm lên nhá. Hôm nay may ý là các anh là bạn của em thì dám trốn ra đây một tí để tiếp các anh ấy. Chứ không có mà nhìn thấy là âm mỹ cả lên ấy. Thằng nó giống tính chú Toàn này này. Đây này, giống tính thế này. Thế thì em phải về em nói ngay với thằng con nuôi của anh là hơi hỗn nhá. Quá hỗn luôn. Mới mở quán mà không khai trương, không mời bố với bác với chú đến ăn là thế nào? Hư quá. Tệ. Lão. Anh em mình sôi rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh em mình bay nó xa lắm. Ăn mì kia. Ăn mì mì kia. Anh em bố đây này. Bố ơi. Bố ơi. Ôi giời. Mày làm việc bao nhiêu nhân viên nhìn vào mày đứng như mày tiếp dai à? Dai già thế này vẫn tiếp à? Em. Đừng có chê bọn này già nhá. Nhiều cái nó già nhưng duy nhất có một cái nó còn trẻ nhá. Hôm nay nhá, không nói nhiều. Kể cả người nhà ở đây. Đuổi việc, đuổi việc thôi anh ơi, anh em xin. Các chú đâu báo cáo ngay, gọi ngay công an phường đến, không thể uy hiếp tập thể thế này. Bầu Khánh nhá, còn manh động nữa là cho bầu Khánh lên giường. Đúng rồi, lên giường. Lên phường. Lên phường. Đêm qua đằng này lên trên núi Tiên Sơn, học được nhất dương chỉ đại pháp. Ai mà thích lãnh đủ thì cứ lao vô đây. Ôi trời ơi. Quản lý ông chủ nào? Đây là con mèo điên. Con mèo điên. Con này. Anh Bầu Khánh ơi. Hả? Em vừa mơ thấy một cái giấc mơ nó kinh khủng khiếp luôn ạ. Đời em nó là một bể khổ rồi anh ơi. Thế này thì bao giờ mà em mới thoát được cái bể khổ này? Khổ quá, tôi cũng khổ theo cô đây này. Có chuyện gì thì nói đi. Này. Tâm sự đi. Lại than thở, hồ than thở, đây là hồ này, ra than thở đi. Trời ơi, không phải là như thế. Tôi có cảm giác Mimi hôm nay bị mất mấy cái sổ gạo liền hay sao mà mặt nó cứ thần, sắc nó cứ đần độn, nó cứ thế nào ấy. Nó có đơn là mất sổ gạo ấy. Này Mimi ơi, hay em thất tình à? Em có yêu ai đâu mà thất tình. Vui một bát đi. Tất cả là do Mimi mê đắm cái nhan sắc tuyệt vời của em. Ngày hôm nay thấy bối rối nên là chưa dám thổ lộ đúng không, Mimi? Em hãy thổ lộ đi. Anh sẵn sàng liều thân hủy thể, hiến dâng thân xác này cho em. Thôi. Bàn tay đây. Mimi. Này. Ngày xưa thì em có thích anh thật.
Thế nhưng mà nó đã dùng cái từ là xưa sửa, xưa lắm xưa rồi. Xưa rồi. Là xưa, xưa đến mức độ mà mình quên mất nó từ bao giờ. Đồ cổ rồi. Cả nhà, cả nhà đừng có trêu chị My nữa. Ừ. Chị My đừng có buồn, bây giờ em sẽ làm sự kiện luôn nhá. Vâng thưa quý vị, con kiến mà leo cành đa leo phải cành cọc để leo ra leo vào. Rồi con kiến lại leo cành đào leo phải cành cọc leo vào leo ra. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, kính mời các liền anh, liền chị pha trà rót nước tươi trầu mừng duyên. Và đặc biệt, vào vấn đề đi, vào vấn đề đi. Vào vấn đề đi em thế nào. Vâng, vâng, kính thưa hai họ, hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái, đã đến giờ đẹp. Xin mời mọi người cầm đũa lên. Nghe như vào không khí tăng lễ nhỉ. Ai có đũa dùng đũa, ai có bát dùng bát, ai có chén dùng chén. Chúng ta vào tiệc. Vào tiệc ăn mừng ăn mừng. Làm sao khổ quá, có chuyện gì nói cho chết. Đừng có trêu em nữa. Tôi uống đi cho nó đỡ buồn. Nè, rô cái đi. Rô. Không có đũa thì bốc bằng tay. Để tôi làm một bài thơ tặng Mimi. Hôm nay trời không có mưa. Hay quá. Mà sao mắt mi vẫn ướt như thế này? Nhìn là tôi đoán ra ngay. Chứng tỏ trong này vẫn có cái gì đang buồn hiu. Thơ gì mà ngang như cua. Mồm chú toàn cua nó bò vào. Không phải. Cha nuôi ơi, phải chưa thế này này. Hôm nay trời không có mưa mà sao tóc của em thưa thế này. Cũng được. Không phải thưa mà nó rất dày. Trông em rất giống ca kem. Anh đem anh mút lại lem nhem đầy mồm. My ơi, em giống chó sồm. Không được. Phải nói là cũng may mồm anh là không có lông sồm. Nhưng anh vẫn muốn lồm ngồm nhai mi. Dương thay cho cô My. Hay quá. Gặp mấy chú chẳng ra gì. Chỉ nói chả làm gì. Gặp anh đây già tí, nhưng anh sẽ cố giúp đi. May cho một cái quần kaki. Nhìn mắt mi như hai cái hòn bi. Bữa hôm nay là bác bạn chi. Bữa nào bác chả chi. Hình như Bi đang có tâm sự đấy. Buồn thế nhỉ. Bây giờ anh phải nghĩ ra cách gì chứ. Có cách rồi. Cách gì? Không có đũa. Hôm nay có một sự kiện lớn. Bọc. Ly gián mọi người đi. Ly gián mọi người đi. Nào. Anh cả, anh hai nay đây ơi. Cô cả, cô hai nay đây ơi. Ra ngoài đi vệ sinh, em có chuyện muốn bảo nhé. Má quan một chiếc là chiếc thuyền rồng. Có vẻ là về với rồi con. Má, em uống hơi nhiều đi, em cứ hơi buồn đi vệ sinh, em xin phép. Phỏng vấn siêu sao mẫu Mimi sẽ được chụp ảnh với Mimi. Nào, bây giờ nhá, lùi lại một chút, lùi lại một chút, rồi sẽ có cơ hội. Chờ một chút. Nào mọi người hết sức bình tĩnh ạ. Ui giời. Cần nhà báo cứ bình tĩnh thôi. Anh không ngờ hôm nay em có thể biểu diễn một sự tuyệt vời. Ôi, đi catwalk trên thảm đỏ không gọi là chuyên nghiệp, Năm đại gia xin số rồi. Trời ơi, thế này á, có khi là em sắp đổi đời rồi mình nhá. Phương án 2 mới là phương án mà tung ra hay tung ra. Đời lên, có khi
là ngày mai tất cả các mặt báo là có em đúng không? Đúng rồi, chúng ta cần phải tạo ra một cái scandal nhá. Ví dụ như là đây rồi chẳng may sự cố là lộ ngực chẳng hạn nhá. Như đã bàn để tạo ra một ngôi sao hiểu chưa? Tháp thùng nhưng mà phải có sự chấp nhận nhá. Chị vào đây, tất cả phương tiện dẹp ra, các nhà báo cứ từ từ nhá. Mimi sẽ vào ngay đây, sẽ ra và sẽ xuất hiện một hình ảnh lung linh. Sao chưa anh? Xa đi. Mời các nhà báo, mời các nhà báo vào chụp hình Mimi. Mời các nhà báo vào chụp hình. Mimi rất là xinh đẹp. Bầu Khánh. Phỏng vấn Mimi. Bầu Khánh. Chụp Mimi. Mọi người được chụp. Ôi trời ơi, khổ quá. Đừng chụp. Nam ơi, cứu. Nam, áp tùng chụp mẫu. Đừng chụp. Đi được sao? Con lại để anh đối phó với các nhà báo. Không được chụp. Dạ. Sẽ quản lý cho em sang kia chơi một tí à. Đi. Rồi ôi con gà cưng ạ, đi. Dạ. Ai này? Tiếp tiểu anh đi. Thôi rồi, hôm nay phải công nhận là Mimi rất đẹp, sinh ra mà là mình nhận cũng không ra nổi. Ôi Mimi ơi. Cái gì đấy? Đi đưa thẳng cái người lên. Em mặc bộ này, trang điểm như thế này, trông dáng vóc như này. Các bác ạ, em cứ ngậm đến con Dracula, máu người. Nói cái gì đấy? Sợi Dracula là thế nào? Ôi, nhưng mà Dracula này sắc đẹp, ánh hào quang ấy, nó khỏa lấp tất cả. Nó khiến như, cho em trở nên như một tia sáng soi vào trong trái tim anh. Khiến cho anh ngất ngây. Ôi trời ơi, các bác ơi, em ngất này. Văn hoa vẽ vời, mày nói là trông Mimi quá mặn mà. Em nhá, mà không mặn thì trên thế giới này chẳng có ai mặn cả. Nhưng nó sẽ biết thế. Đấy là ý anh muốn nói là cái đậu lướt ván hôm nay sao nó mặn thế. Này, em không đùa với anh đâu nhá. Em nói cho anh biết, em xin tuyên bố cho anh biết luôn nhá. Em bây giờ là diễn viên nổi tiếng nhá. Mà không phải là diễn viên tầm thường. Bây giờ em là ngôi sao hạng A rồi các anh. Đừng có đùa mấy em. Đúng rồi, rồi ngôi sao hạng A. Nhưng mà lỗi vừa thôi nhá. Lỗi quá là người ta lấy vợt, người ta hớt mất rồi bọn anh. Bọn anh hết chỗ chơi đấy. Em có biết là ngôi sao sáng trên bầu trời đã tắt không? Nói chuyện vô duyên. Em ơi, bởi vì em càng đẹp, em càng nổi tiếng thì bác Mạnh cảm thấy bác ấy càng hết vị. Cho nên là bác ấy lại cầm tinh cái tuổi tỵ. Anh em mình nâng ly để chúc mừng cái sự thành công của em nào. Chúc mừng. Trời ơi, giờ này bận lắm ý, em giữa các anh có điện thoại. Đấy. Tính rồi. Alo. Này, chế lời hay lãi đấy. Rồi, hơi đậm đi. Lãi to rồi. Tối nay sang bên phòng chế bo cho. Thế à? Thế thì, này. Hả? Cái tay đây bảo cho Châu về hợp phố nhá. Này, chú ấy cứ trêu cháu thôi. Nào, à, đi. Mọi người ơi. Yêu nhau lại cứ trêu tôi đấy nhỉ. Nào. Trêu đâu thật nhỉ. Thôi. Chú này. Về cho người ta làm việc. Người ta đang tính toán liên thiên. Lúc này thẳng quá thế này. Mà chú cứ gặp Mimi là chú cứ cầm hết cả lưng xuống là thế nào? Cứ như là bị mất dép hay đi tìm. Bác có nhất thiết là tranh thủ đánh đau thế không? Nhưng mà chú không được đánh bác thế. Này. Sao thế? Có chuyện gì mà lại... Em đau khổ quá các anh ơi. Sao? Chuyện gì? Bố mẹ em vừa gọi điện lên thông báo với em một tin giật gân. Giật gân? Bây giờ ở dưới làng em, tức là ở dưới quê mà nơi bố mẹ em đang ở ấy, người ta đồn ầm lên. Đồ thế là nào? Em lộ cái clip lộ ngực lên trên mạng. Có nghĩa là em chỉ có buôn xôi bán chè thôi, chứ em chả có cái tài cán gì cả. Bố mẹ em đang trọng bệnh ở nhà. Bây giờ nghe tin này thì làm sao mà sống được các anh ơi. Nghe cái tin này có khi các cụ mới đi luôn đấy chứ. Thôi, khổ quá, não cả ruột. Ngồi bên kia tính toán không yên. Này,
cái vẻ mà sung sướng ấy, vẻ mà kiêu sa đâu rồi. Cái gì ngọt ngào ấy cũng phải có cay đắng, mình phải trả giá một chút chứ. Mình phải trả giá chứ. Em phải nhớ là em hy sinh mà em mang được bao nhiêu tiền bạc về nuôi dưỡng bố mẹ gia đình, bao nhiêu bệnh tật của bố mẹ tiêu tan. Chị cứ bình tĩnh đi chị ạ, rồi các bác sẽ hiểu cho chị thôi nhá. Em phải giải tỏa cho đầu óc của bố mẹ nhá. Đúng rồi. Bởi vì em luôn luôn mặc cái áo kín, có gì đâu mà phải ngại. Mà cái thời buổi giờ tân tiến rồi, cho nên là cứ thoải mái đi, từ từ bầu Khánh, cùng lắm lại về quê. Về quê một lần nữa quên nhủ bố mẹ. Thôi nào, mọi người phấn khởi lên, nâng ly chúc mừng cho nó có lộ ngày xinh đẹp và thành công ạ. Ngày đúng rồi đẹp rồi phải công nhận là bầu Khánh nó lắm trò thật. Nó cứ có cái đồ nhìn vào người mà nét từ chân tơ kẽ tóc giỏi thật thế. Ồ, mà tại sao lại có cái con người nó đẹp thế như thế? Phải nói là tiên nó cũng chỉ đẹp đến như thế là cùng. Nó đẹp không tì vết đấy. Nói bảo quá chứ đúng là đẹp. Gọi từ chân kim ngọn chỉ. Để xem nào. Sao bên kia đi? Ôi dồi, rõ đẹp thật thế. Đúng rồi. Nó nét. Thế đúng là đường. Chó nào, có mà hai con yêu quái thì có. Này. Yêu quái. À đây, yêu quái phương nào này? À. Bỏ ra. Nghe giọng con quen đấy. Úi dồi. Đúng rồi. Này. Tôi hỏi hai ông nhá. Cái giờ này là mấy giờ rồi? Sau 5 giờ rồi. Các ông phải có mặt ở quán chứ, tại sao ra đây làm gì? Quán nào? Hôm nay là chụp ảnh sexy ở đây, phải ra đây ngắm chứ. Này, chú ăn nói cho nó giữ mồm giữ miệng nha. Bậy bạ, ai bảo là chú là chụp sexy? Đây là người ta chụp ảnh nghệ thuật. Nghệ thuật rồi. Này, không ai hiểu ông này bằng em. Em bảo đảm, lão này phải ra đây trước khoảng 3 tiếng ngồi trầu mồm ở đây. Chắc là phải tầm có 4 tiếng rồi. Thế nào, ngắm lòi cả mắt ra chưa? Thấy đi chưa? Thấy cái gì? Này, mà anh đang ở phòng làm việc, cũng nghe thấy là ngoài này nó chụp sexy. Mỗi lần nghe cái từ sexy, người anh cứ buồn rồn cái lên, anh nhào vào đây ngay. Được rồi, cái này phải cất đi, lúc nào mà cháy quán nhậu còn có cái mà dùng. Anh mà không đeo vào sư tử cái, anh nó trông thấy thì rách việc lắm. Cái đồng công mong quạnh thì sư tử nào? Làm sợ sư tử, còn đi ra đêm gì? Không thì bác đi về cho nó đỡ hãm. Về này, về là về thế nào? Anh nhân danh hội trưởng, việc gì anh cũng phải chứng kiến nhé. Chứng kiến cái gì? Mà đã thế thì bác còn cứ ăn nói lung tung. Mới mất hình ảnh của người ta. Hình ảnh gì? Em làm như mình trong sạch lắm. Từ nãy giờ có mà bổ mắt quá thì còn gì nữa. Bổ mắt cái gì? Nhìn ngắm đi. Mất hình ảnh nhé. Này anh nói chú biết nhé. Lòng vả cũng như lòng sung cả thôi. Mỡ đi miệng mèo. Mèo cứ thế mà chén thôi. Để nói cho bác biết, vẫn biết là em đến đây trước. Nhưng mà em cũng chỉ đến trước bác có một tí thôi. Đấy nhưng mà có như thế nào em xem thế. Chứ không đòi hỏi với bác với gì chú đâu. Thôi. Anh có đòi hỏi gì đâu chú. Thôi được rồi. Còn lại hai bố. Lắm. Thanh niên như con cũng không hao háo được như hai bố đâu. Xem tiếp đi. Thế mà có đòi nói chuyện sexy. Thôi. Ôi dồi ôi. Ngồn ngộn đồi núi chập trùng. Em xem nào. Ảnh đẹp không? Oh my god. Đẹp quá anh ơi. Cảnh ở đây rất là đẹp đấy. Anh sẽ đi anh tìm một bối cảnh khác nó đẹp hơn. Em ngồi đây nghỉ đi nhé. Ok. Bye bye. Anh đi đây. Chạy thôi. Hello. Anh xin tặng em bó hoa đẹp nhất trần gian luôn. Thank you. Anh xin tặng em bó sô cô la đẹp nhất trần gian luôn. Bó. Ngon nhất chứ đi. Em ơi. Anh có điều kiện hơn hai chú này.
anh vừa mua chiếc vòng Mỹ Ký 25.000 ngoài hàng mã. À, 25 triệu. Anh lồng vào bông hoa 10 giờ. Oh my god. Anh tặng em. Đẹp quá. Thank you anh. Ui giời ơi. Em thấy hoa nó rực rỡ chưa? Anh ơi. Sao lại có bông hoa cúc trắng ở đây? Đúng rồi. Cái này là anh ấy muốn chúc em là đi đời nhà ma. Không phải. Không phải. Cái bà bán hoa này lạ thật đấy nhỉ. Rõ ràng bà mua hoa để tặng bạn gái mà bà nghe nhầm nhau hoa đám ma. Cúc trắng này là tặng cho đám ma rồi. Lượt rồi. Hoa này hoa tặng đám ma mất lượt rồi. Mất lượt rồi. Kia. Tôi sẽ xử lý cái mụ bán hoa này. Anh ơi. Ơi. Sô cô la là loại em thích nhất đấy. Thank you very much. Anh ơi. Hả? Em thấy mùi nó lạ lạ. Như kiểu mùi đất sét ấy. Cô thấy chết rồi. Đúng là mùi đất rồi. Sao anh chẳng ăn được xét? À không, thôi chết rồi, anh vơ nhầm cái nọ đất lặn của cái con bán hàng rồi. Hết nhiều hết nhiều, trả anh. Mất lượt. Thôi, mất lượt. Mất lượt. Ra ngoài đi. Mất lượt rồi. Hạ em ơi. Thế vòng bạc của anh thế nào? Đấy, vòng bạc phọc xịn đấy. Ôi anh ơi. Lẻng sẻng ấy. Tiếng lẻng sẻng như kiểu inox ấy. Không, tiếng liền keng là bạc thật đấy. Đúng là inox. Sao anh dám tặng em inox? Anh coi thường em. Ghét anh, hết nhiều. Trả anh. Mất lượt nó rồi. Nào không phải inox đâu, nhìn được coi như là kiểu tôn hoa. 25.000 đúng rồi. Oh my god. My love, tình yêu của em. Anh biết. Ôi yêu cửa cơ, người ta chờ mãi này. Xin lỗi, anh đến hơi muộn. Không biết đâu nha, chờ bị lâu đấy, tí phải đền đấy. Rồi đời anh đã chờ sẵn. Mời em. Ơi yêu cửa cơ, yêu anh nhất đấy. Roi con khỉ, mà bán roi thì có. Trông thằng chủ vườn roi mượn được mấy cái áo vét, mấy cái mũ phớt đến đây nó phét. Mũ phớt này người ta bán 25.000 đầy. Có khi nó nhặt được ở đâu. Này em ơi, em ơi. Thôi, anh không tặng vòng bạc nữa. Ngày mai anh mua hẳn mây bách. Rolls Royce là cái đinh gì? Mà thằng đấy nó là thằng chủ vườn roi đấy, không phải đi Rolls Royce đâu. Ôi giời ơi, cái loại mũ phớt đấy là từ cái cửa hàng cái con Vi bán mũ phớt đều ở ngoài chợ Đức Cái mà. Đi đâu? Rolls Royce. Ôi hay nhỉ. Nó cướp hết là còn cười. Sướng lắm đấy. Ừ nhỉ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, em thật tuyệt vời. Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tốt lắm. Tin em vẫn như cắt em, từ... em diễn rất tốt, hình ảnh đẹp lắm anh ạ. Cậu đúng là very good, số 1 luôn. Đâu đưa tôi xem nào. Cảm ơn anh. Rồi. Chỉ có anh mới điều được nhà quay phim số 1 Đông Nam Á này đấy. Anh Tuyết diễn rất tốt. Có điều là em đã chọn được người mẫu cho clip của em rồi. Anh không biết đâu. Vai đấy phải là của em cơ. Anh Tuyết đã nói vậy. Cậu giúp đi. Cái gì chúng ta không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng vàng, bằng đô la. Cậu hiểu chưa? Vâng. Anh đã nói thế thì em biết phải làm sao. Mời anh. Anh Tuyết. Mời cậu ấy một ly. Cung kính không bằng tuân lệnh. Em sẽ cố. Uống đi. Bây giờ em sẽ phép ra ngoài đi vệ sinh một chút ạ. Nhanh nha cưng. Dạ. Bye bye. Chào em. Mời anh. Anh Tuyết. Có phải anh Tuyết không? Tớ tưởng cậu là ngôi sao nổi tiếng hải ngoại rồi cơ mà. Sao cậu lại có mặt ở đây? Yêu ạ. Bạn là ai mà sao lại biết mình? Không nhận ra tớ à? Tớ là Hiền, con mẹ Thu. Ngày xưa hai bọn mình vẫn đi trộm mồi đấy thôi. Ồ, Hiền à? Ừ. Mình ngay. Ôi dồi ôi, này cậu có biết không? Ở làng mình á, mọi người cứ tưởng cậu là minh tinh. Cậu á, làm ra nhiều tiền, hôm mưa gọi gió, thích ơi là thích ý. Cũng không đến nỗi đâu. Nhưng mà hôm nay tớ thấy cậu ở đây không giống như thế. Cậu phải đi tiếp rượu. Làm gì cũng phải nhìn mặt người khác. Tớ thấy uổng công tớ bỏ lên thành phố để tìm kiếm cơ hội giống như cậu. Chắc tớ chết quá.
Cậu bỏ nhà á? Ừ. Sao lại dại dột thế? Này, hay là cậu giúp tớ đi. Tớ sẽ không nói với ai ở làng mình là cậu vẫn là minh tinh. Tớ không nói với ai đâu. Cậu giúp tớ đi. Giúp cậu. Ok, được rồi. Đây là cam visit của mình. Có gì cậu cứ liên hệ với mình nhá. Mình sẽ giới thiệu cậu với quản lý. Cảm ơn cậu nhá. Này, nếu mà tớ thành công ấy, sau này nhất định tớ sẽ đền ơn cậu nhá. Ok, bye bye. Ôi xấu, bà ơi, dạo này tôi đen quá đi này. Đen là đương nhiên rồi. Khiếp, lại còn vừa đi biển. Thôi đi vào đi. Bà biết không, da bọn mình rất là dễ bắt nắng đấy. Ừ đấy, mà trời đang giữa hè nữa cơ. Hello. Phải công nhận là các em nó là đẹp từ dưới lên trên, mà đẹp từ trên xuống dưới, làm anh phải nói là rộn hết cả giàng đấy. Cái câu này em nghe các anh nói nhiều lắm rồi đấy. Là đầu tiên câu này nghe ít đây này. Thì các em là rơi từ hành tinh nào xuống trái đất đấy? Sao cơ anh? À, tức là ý anh muốn nói là anh đi từ Bắc chí Nam ấy, chưa thấy chỗ nào mà nhiều gái đẹp như hôm nay. Đẹp kinh lạ. Anh có khéo nịnh thế ạ? Khéo nịnh đâu đấy, các anh nói chuẩn đấy. Phải nói là hai chú này, các cụ xưa có câu không sai. Một tí của lạ bằng một tạ của quen luôn. Có nói rằng hai em đẹp dã man. Và đặc biệt là em áo trắng cái này. Dạ. Úi giời ơi, hôm em có cái đôi mắt, mặc dù anh nhìn qua kính anh vẫn nhận ra đôi mắt lá răm, nhìn vào chỗ nào là chỗ ấy bốc hỏa cháy luôn. Này, anh có mà là nhà văn ấy, bẻ gãy bút cũng không thể tả hết được cái vẻ đẹp. Có thế là chim đang bay trên trời rơi xuống, cá ở dưới nước lặn mất tiêu của em. Tôi lại cứ tưởng là cá đang dưới nước, mà tả thế nào nó lại nhảy lên cây chứ để. Thôi, em xin các anh. Mà bà đi nhanh lên. Bọn em xin phép nếu em đang có cái hẹn. Hả? Dạ. Thôi, em chào các anh ạ. Mà trông các anh trông trẻ hơn tuổi đấy ạ. Thế ạ? Thế là bao nhiêu tuổi nhỉ? Bao nhiêu trẻ? Dạ, chắc khoảng 50 ạ. À thế à, anh này 50 vẫn là hơi quá. Chứ còn anh này, anh áo xanh này bao nhiêu? Em nghĩ là chắc chưa đến 70 đâu ạ. Ôi trời ơi, thế anh thôi em xin phép nhé. Đi không muộn. Thế thì chào anh nhé. Chào anh ạ. Thôi, tự dứt rồi. Làm gì phải xoắn đấy. Tôi choáng nghe không rõ. Cô ấy vừa ấy bảo tôi ngót nghét 30 ạ? Ngót nghét 70? Gần 8 sọi. Úi giời này, cái láo nhỉ. Đùa mà nói đấy à? Mày đùa. Sự thực bao giờ nó hơi bị thú phàng. Thú phàng à? Thôi thế thì bác bế em về, em cũng đi nổi nữa rồi. Mặt chú nhầu lắm. Thế này 70 là hơi quá đấy. Trông phải gần 85 rồi. Thôi về. Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Thank you. Hay quá đấy bà. Thank you. Cảm ơn anh nhiều nhá. Nhờ có anh em mới có thành công như ngày hôm nay đấy. Anh ấy đúng là người số 1 đấy. Có phúc có phần. Đó là phúc của em. Nhưng mà phải nhờ một người có tài như anh thì em mới được như ngày hôm nay chứ. Thích thế. Em chỉ ước được như cô ấy thôi. Ước gì được một ngày như cô ấy. Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại nhá. Em cứ tự nhiên. Chờ mình tí nhá. Đi cẩn thận nha. Dạ. Em có thích vào số bít không? Em thích ạ. Anh sẽ giúp em được tọa nguyện. Anh nói thật chứ? Thật. Đưa tay đây. Hóa ra trên đời này mọi thứ tốt đẹp đều có thể thay đổi được. Tôi... Người đẹp sẽ có người đẹp hơn. Tôi... Lời hứa thì có thể nhạt phai. Tôi cũng không ngờ bạn của tôi lại cắn sau lưng tôi như thế. Tôi... Và cũng không ngờ một vị đại gia như anh lại hành xử như vậy. Anh có gì đâu. Tiên. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn là hoa hậu của hội đàn ông sau non giờ bọn anh.
Em cứ yên tâm, trái đất này dù có phải thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là bông hoa đẹp nhất của tụi anh. Thế mới thanh như này. Em cảm ơn các anh ạ. Anh Phúc đâu? Sao có mỗi hai anh? Phúc hả? Anh là con giác quan thứ 6 hơi bị siêu. Anh đã đoán trước sự việc. Anh cử cậu ấy đến quán trước chuẩn bị chú đáo để đón bọn anh và em. Party à anh? Ừ, party. Yo. Let's go, party. Hãy đến ngồi kề bên em khi em không giọt nước mắt chưa tràn, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không là năm kia. Tay ai tay ai? Tay ai tay anh à? Hoa hồng ở đâu mà rơi hết vào người tôi thế này? Tặng em người vợ mà anh yêu quý nhất. Nhất thì lại có gì của bà à? Làm gì có, anh chỉ có em thôi. Nhưng mà em muốn là duy nhất cô. Ừ, anh sẽ mãi là người vợ hiền, là lẽ sống của đời anh. Anh ơi. Ê! Ở cái thằng bố anh ấy. Đây. Đây, lấy cái phẩy. Làm bố cột cả hứng. Tiếp lúc. À đây. Bố. À, đây là món quà mà mẹ thích ngày xưa đấy. À đây. Đấy, kỷ niệm ngày cưới nhá, món thích nhá. Rồi, chèo me hái ổi của ngày xưa đấy. Đấy, em ăn đi. Đây, anh để lên đây nhá. Ôi giời ơi. Trèo lên cây bưởi hái. Anh vặt nún rồi. Em ăn đi. Bố mẹ lãng mạn quá. Mình ơi. Ơi. Em cảm ơn hai bố con mình. Bạn biết là mọi người giỏi làm trò lắm. Nhưng mà sao em vẫn không kìm được xúc động ấy. Ôi ơi. Làm trò đây là thật chứ này. Thơm đi. Thơm đi. Thơm đi. Y sáng xấu hổ cho mặt, cho mặt, cho mặt. Mày ngồi lù lù đấy để bố ấy làm thơm. À tôi phải thế này. Tí lưu số điện thoại là gì đấy? Bố nghe nhà Hàn Quốc à? Hả? Ai gọi đấy? Ờ không. Vợ hai là ai? Hả? Đâu? Hả? Em chưa có vợ hai. Sao không nghe điện thoại đi? Đang lúc hạnh phúc, đang vui vẻ này, nghe làm cái gì? Toàn gọi đi nhậu ấy mà. Hôn đi, hôn đi, hả? Hôn đi. Sao thế mình? Chắc là bác Mạnh. Không phải. Ta bảo đến đây là bác Mạnh hay là chú Phúc ấy. Thế sao lại lưu là vợ hai vợ ba? Hôm nay là cái đúng như hàng ngày là hội đàn ông sau 5 giờ đang ngồi nhậu thì. Con thích bài này lắm. Nghe đi. Nhảy tắt luôn rồi này. Mình nói bác ba, Mạnh thì mình nghe ba. Đi, mình chứng minh cho tôi nghe đi. Tóm lại là mà bố, sao lại vợ ba? Bố đừng nói là bố giấu con, giấu mẹ, bố bồ ở ngoài nhá. Ừ, này bố thề luôn nhá, là không bao giờ có chuyện bồ bịch gì hết nhá. Đây chắc chắn là bác Mạnh hoặc là chú Phúc thôi. Nếu em không tin thì em nghe đi, con nghe đi. Này, con gọi điện lại, con nghe. Thôi, con không biết đâu. Không cần nghe. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, bố đừng làm. Thế đấy. Mình nói này. Hả? Mình mà nói sai với tôi ấy, nói dối với tôi ấy, tôi chết nguyên con cho mình xem đấy. Ôi mẹ ơi, mẹ đang có bầu lại còn chết nguyên con thì ghê quá. Xem phải cứ nói thế nhỉ, hôm nay là ngày vui của em phải để cho nó chọn niềm vui, em hiểu không? Anh ấy khẳng định với em là không bao giờ có chuyện gì cả, trong cuộc đời anh chỉ có mỗi mình em thôi. Thôi, này, đi ra ngoài xem mà uống nước mà hát đi nhá. Ổi đi phá đám này, bố mẹ yêu nhau một tí đi. Tối vừa thế chứ. Nhưng mà tiền cũng ổi. Hả? Ôi đây đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà thôi, hôm nay ngày ông cưới con đây? Chúc bố mẹ có một buổi tối thật là hạnh phúc. Nhưng mà con thích cái bài hát nhạc chờ đấy. Này, nè, không ở nhà bố mẹ à. Cái thằng ấy vẫn như là trẻ con ngày xưa ấy. Này, giờ này giờ nào mà con nằm ngủ thế hả? Ôi trời ơi bác,
ơi, khiếp người ta quá. Sang chơi mà gặp ngủ ắt ra. Dồi ôi, người ta đang mơ giấc mộng chưa hề hay như thế. Chui vào phá đám. Chào em nhá. Chào mẹ đi con, chào mẹ đi con, chào mẹ, chào cô đi con. Con ôi, chị này. Hả? Vừa nãy em với chị Lành lúc sang đây gặp một chuyện hay cực luôn ý. Ừ. Đấy. Chuyện gì á? Bây giờ này nhá, có hai câu chuyện. Một câu chuyện vui, một câu chuyện buồn. Bà thích nghe chuyện nào trước? Ừ. Bà có phải là bạn thân của tôi không đấy hả? Tưởng người ta đang chữa đẻ bầu bí này, hỏi nghe chuyện vui chuyện buồn. Nghĩa là nghe chuyện vui gì? Ok, có chuyện em kể. Kể gì? Em kể. Nhớ là phải da giảm cho nó mùi tai đi nhá. Chị yên tâm, em cho hẳn hạt nêm vào cho nó ngon từ thịt, thịt ngọt từ xương luôn. Thôi kể đi, đi ngủ đây này. Thôi cứ từ từ bình tĩnh. Chuyện là thế này, vừa nãy lúc trên đường em với chị Lành đến đây ý, gặp một ông ăn xin đeo kính đen ngồi gảy đàn ở vệ đường ý. Hai cô thử hơi à? Người ta mù thì người ta đeo kính, người ta ăn xin là kệ người ta. Sao? Thôi chứ tôi kể hay là bà kể đây? Thế thì mới gọi là kể chuyện nhá. Nhào. Biết không, hai chị em tôi thấy thế nhá, thương lắm. Ôi dồi ôi, đứng lại rớt cả mấy giọt nước mắt ra ấy. Định bụng là hai chị em rút tiền ở trong ví ra mỗi người cho hẳn 100 ấy. Này. Bỏ vào mũ, chưa xong. Từ từ. Thế là đang chuẩn bị bỏ tiền vào cái mũ một cái thì là tự dưng dây đàn bứt phứt một cái. Ôi dồi ôi, lão giật mình nó hét lên. Ôi trời ơi, may quá có cái kính không thì mù bố mắt tao. Đấy, thấy không? Chuyện cười nó ở chỗ đấy đấy. Vui không? Mọi người nhờ. Tìm mãi chả thấy chỗ nào để cười cả. Họ thật. Eo, ngày xưa bà duyên bà dáng lắm, mà sao bây giờ bà dễ cười vì cái điều đơn giản đấy hả bà Lành? Thế bây giờ nghe chuyện buồn nhá. Nghe chuyện buồn xong lại có thành vui không? Thì cứ nghe đi xem nó buồn hay vui. Thôi kể đi, đằng nào tôi bị dựng dậy rồi, bà kể đi. Bà có biết cô Lợi ở cuối xóm không? Lợi con nhà bà Môi đấy gì? Ừ, ôi giời, tôi chết rồi, biết cả bà Môi à? Ôi giời ơi. Tưởng không biết bà Môi. Bà Môi ấy là mẹ chồng của cô Lợi ở cuối xóm. Thế này nhá, cô Lợi cố chữa. Thế là đón bà Môi từ dưới quê lên để chăm sóc. Tưởng là bà ấy lên bà giúp đỡ, cuối cùng có giúp được cái gì đâu. Suốt ngày đòi mẹ muốn ăn cái này, mẹ thích ăn cái kia, rồi lại còn đòi đi chơi nữa cơ. Ôi giời. Mà chị này nhá, nấu cơm ấy không phải cứ bê lên tận mồm mà đấy là được đâu á. Mà còn chơi ỏng treo cơ. Bê cả bát canh đổ vào nhà vệ sinh làm cơ. Mày có cho chó ăn à? Rồi đấy, kinh không. Ôi trời ơi, tóm lại là khổ lắm. Nói chung cái cảnh đi làm dâu mà khổ nhục, chả ai sướng như chị em mình. Chả phải làm dâu ai cả nhở. Em sao ở chồng đó. Nhưng mà chả thấy buồn gì cả nhở. Hết chuyện nhở? Hết rồi. Lại cười à? Ôi trời, này tôi bảo này. Em ơi, càng ngày tôi thấy bà càng duyên ấy. Duyên lắm ấy. Bà dễ buồn, dễ vui với những điều rất là đơn giản ấy, bà Lành ạ. Chết. Ô. Ôi thôi, bác Lành với cả cô Tuyết thằng chơi lâu chưa? Vâng. Thôi thì mấy chị em tí nữa chuẩn bị cơm nước đi nhá. Thì tôi lại có chút việc. Lại có cái hợp đồng mới. Ok. Này. Không phải ho. Ok. Không ho. Nhâu ơi. Hỏng họng. Okay. Bảo nó đi có việc mà thôi, mọi người chuẩn bị cơm nước đi nhá. Dạ, ký visa đâu mà đi này. Đi luôn. Trời ơi, giờ này. Ôi, con à, ơi con về nhà đi. Cô với chị qua chơi con có tí việc ấy. Nhà này buồn cười nhỉ. Cha ai nói với ai câu nào? Chưa chào hỏi câu gì. Nam nó về với tôi rồi. Mẹ à, cháu xin phép, cháu có trận tennis lúc cuối giờ chiều. Con xin phép ạ. Mẹ ở nhà mình à. Vâng, con vội quá, cho mẹ. Ôi trời ơi, chạy cứ y như chạy dạy. Cha hỏi này, thế đã nấu nướng ăn uống gì chưa? Ở nhà một mình thì nấu làm gì? Nấu về ăn với mà. Ôi cùng trời ơi, làm sao mà như thế được? Bây giờ bà đang chửa như thế này này, phải ăn uống vào chứ, chứ còn đứa bé trong bụng thì làm sao? Thôi thế này nhá, tôi về cứ nấu uống, lát nữa tôi bê ra cho nhá. Nằm nghỉ ngơi đi, cứ để em về phụ chị nhá. Đi 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 đi, em đi chị nhá. Ôi dâu với chả con. Còn dâu gì mà láo như danh đấy. Mẹ chồng nói cãi nhem nhem ý. Là cậy nó chửa hay nó nằm ngửa nghỉ suốt cả đến tận trưa nó mới dậy cái con hàng xóm kia kìa. Cứ bảo là ốm thì tha, già thì thải, khổ cái thân già thôi. Ôi trời ơi, già rồi
mà anh có được nghỉ ngơi, có được yên đâu nhà hàng xóm kia nhá. Con dậy chứ con dâu ơi. Ui, con dâu ơi dậy đi con. Dậy đi con dâu xinh đẹp ơi. Trời ơi, dậy đi chưa nửa ngày rồi. Dậy đi không hàng xóm nó cười chứ kìa. Ôi trời ơi, cái gì thế hả mẹ? Sao tự nhiên mẹ lại ở vị lên thế hả? Con mệt mà, con sắp đến ngày sinh rồi. Con tranh thủ ngủ được lúc nào thì ngủ, chứ cả đêm con không ngủ được đâu hả mẹ? Bây giờ mẹ bắt con dậy rồi không ngủ được, cháu mẹ cũng ảnh hưởng ấy, chứ không phải chỉ mỗi con đâu ạ. Ôi, chị nói thế có nghĩa là chị bảo tôi không biết thương con, thương cháu tôi chứ gì. Này, tôi nói cho chị biết nhá, chẳng qua tôi thấy chị bụng mang dạ chửa, suốt ngày cứ nằm ì một chỗ không động chân động tay, sau này sinh nở nó khó ra. Thì dậy đi, dậy đi, dậy đi. Ôi mẹ ơi, ôi trời. Cái gì, dậy gì ra, động chân động tay rồi lau nhà, lau cửa rồi bát rồi gõ chân, đi nhanh nhanh nhanh. Mẹ, sao mẹ làm thế ạ? Ôi trời ơi, hóa ra là mình mơ à? Ôi khủng khiếp quá. Ôi dồi ôi, không được rồi. Nhất định là mình sẽ không thể để mẹ lên đây ở với mình được. Trời ơi, cảnh mẹ chồng nàng dâu ở với nhau thật là khủng khiếp. Ôi, hả? Con thấy là thế này này. Thế nào? Dù đối tác gì thì đối tác. Ừ. Nhưng mà đúng dạo này bố con mình là hơi quá đà, nhậu nhẹt nhiều. Thôi bây giờ bố con mình phải dành chút thời gian dành cho mẹ đi. Con không phải lo, bố đã nói chuyện với mẹ rồi. Sắp tới đây là bố sẽ đưa mẹ về về quê ở với ông bà nội một thời gian. Thế à? Ừ. Thế thì tốt quá. Hả? À? Thế thì như thế này thì không bị quản lý mà càng có thời gian nhậu nhẹt thế này đỡ bị soi. Đấy. Rồi anh em mình ấy, thứ bảy chủ nhật nhậu nhẹt xả láng, điều đấy anh ủng hộ. Ừ. Nhưng mà anh cũng đang ngại là sợ có ảnh hưởng gì đến mẹ chồng nàng dâu không? Điều này anh đang áy náy đấy. Cái thời buổi bây giờ văn minh rồi, làm sao lại có cái chuyện thì bác lại cứ toàn lo xa. Thế này bố cháu lại chuẩn bị đưa mẹ cháu về đến quê thì cả nhà chúng ta dô cái nhỉ. Rồi nào, 1, 2, 3 dô. Khoan, lại khoan, có điện thoại. Ê, chờ 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 tí. Tôi chết rồi. Alo mẹ. Vâng, con đây ạ. À vâng, vợ con đang có bầu thật ạ. Dạ. Alo. Alo. Sao thế bố? Vừa nói chuyện vợ con có bầu cái tự nhiên tắt phụt luôn. Dạ. Chết rồi. Hay là hay là hai cụ thấy là chú cũng già rồi. Không phải rồi. Mà đẻ thêm đứa nữa có khi là chú phải chống gậy để cõng con. Cái chuyện đấy thì thêm con thêm của không có vấn đề gì, nhưng mà tôi cũng đang lo sợ là hay lại như cái truyền thuyết mẹ chồng con dâu. Thôi này, tôi uống đi cái. Uống đi cái. Tính sau. Ôi, bà ôi rồi ôi. Lên rồi đấy. Cái này đây. Bà đây, nghe tin con dâu ú sắp sinh. Cả đêm qua cũng thao thức cũng chả ngủ được tí nào cả. Sáng nay dậy sớm đi ra bắt chuyến xe đầu tiên để lên thành phố đấy. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Cháu dai tài giỏi của bà đây. Nói nhỏ thôi bà mẹ. Dạ, lên bà phải bảo các con cháu ra đón chứ rồi cứ âm thầm lên thế này. Lên U lên chơi có được lâu không? U à, U cũng muốn ở lâu lắm. Thế à? Bà ơi, bà ơi, bà, cháu bảo bà này, bà đã lên trên này rồi, cứ ở đây chơi xả láng. Vâng. Nhà cô ấy chú có điều kiện. Vâng. Đấy nhá, anh chị sung sướng nhá. Bây giờ trở đi không phải than thở nữa nhá. Này bác ơi, bác có mang quà mang đây bọn con chia cho. Ôi trời. Chú này. Hồn thế. Ăn quá đây. Con giới thiệu với bà đây là
bác Mạnh hàng xóm này là hội trưởng hội đàn ông sau 5 giờ của bố bà. Vâng. Bác ấy kỹ tính lắm. Vâng. Cứ bảo khi nào bà lên phải nhớ sang báo. Vâng, vâng. Để về đây còn uống rượu ấy. U có nhớ con không? Con là Lành vợ anh Mạnh ạ. À vâng đây. Mà này thế hôm vừa rồi con gọi điện cho U đi, U đi tắt phụt cái làm con lo lắng quá. Nó mất sóng đấy. À đây. Mất sóng thì bà phải bảo chứ. Mẹ ơi, thế này mẹ lên đây ở đây có lâu không mẹ? U cũng muốn ở lắm chứ nhưng mà tùy thuộc cả con dâu của U. Con thích U ở thì U ở, thích về với U thì U đưa về với U. Đấy ạ. U đảm bảo là về với U nhá. Con không có phải động chân động tay gì vào việc gì hết cả. Chỉ được nghỉ dưỡng thai thôi. Đấy, tuyệt quá. Con thấy này. Có chim bồ câu này. Đâu bảo U? Có gà vườn này. Ôi dồi ôi, nhiều thế. Quả sạch nữa. Rồi. Các chị làm đấy mà. Vâng. Lát nữa con sẽ làm. Đấy. Con thấy bà nội đã gọi là nhất quả đất chưa? Nhất quả đất luôn. Còn nhị quả đất là mẹ con đấy. Này, thế là nhất cô đi nhá. Cứ yên tâm mà về với bà đi, không phải lo. Nha. Tôi nói thật chứ, ở thời buổi này á, mấy nhà mà mẹ chồng con dâu được yêu nhau như nhà tôi vậy nhờ. Như cái tim mẹ chồng con dâu mà đang phát truyền hình ấy là không đúng thế nào. Cái này không thể áp dụng với gia đình mình được nhá. Thế mình dở. Con thì nghĩ là thế này, muốn mẹ chồng yêu mình ấy, mình phải yêu mẹ chồng như mẹ mình. Thôi để tôi mang đồ vào đó sắm sửa anh em mình làm một trận cho nó vui vẻ nhá. Con phụ bố. Này, con phụ bố mới đi. Giải quyết ân oán ở đây. Ân oán gì? Ân oán cái gì đấy? Đúng là hai ông già, chán thật. Nghĩ lại xem mình có ân oán gì. Hôm nay phải thanh toán hết. À... nợ máu phải trả bằng máu. Sao lại nợ máu trả bằng máu nhỉ? Con nợ tiền thì phải trả bằng tiền đúng không? Đúng rồi. Này, theo anh ấy, nếu mà nợ tiền mà để cho người ta nhắc thì nhục lắm. Sao làm sao nhỉ? Đấy là anh nói ví dụ thế, nhưng mà ai nhắc đâu. Em nói các bác biết nhá, từ nay trở đi các bác cho em vay thì dễ. Nhưng mà để em tự nguyện trả như này ấy là cực khó luôn đấy nhá. Anh hiểu cái điều ấy mà. 5 lít. À, nợ anh 5 lít à? 5 lít. Ồ. À mà chú ơi, chú Phúc ơi, chú giả anh 5 lít à? 5 lốp. À, 5 lốp 500 này. Này chú ơi, anh có khi là có tuổi rồi. Anh cho chú vay bao nhiêu lần có khi anh không nhớ. Mình cảm giác 5 lít là hơi ít. Chả nhẽ là không có tí lãi nào à? Các ông ấy cứ vào rừng mơ mà bắt con tửng mở đi nhá. Ngồi đấy mà mơ mộng. Tiền chứ không phải vỏ hến của nhà các ông đâu mà các ông có thể quên được. Đấy, mới giả cho anh em mình 500 đó. Nó phong ngay là các ông rồi đấy. Đấy. Rồi rồi, anh tặng cho 500. Không? Không cần, ồ em đâu có thiếu tiền. Mà anh nhớ là hình như chính xác là chú phải cầm của anh vài ba lần. Thôi, sao hết, uống đi. Nghe uống đi. Nó uống đi. Nó là vì nó là cái sự quên quên nhớ nhớ của các bác. Nó cũng là cái sự đời thôi. Lúc vay thì dễ nhưng mà lúc trả thì cảm giác như là đứt từng khúc ruột. Thế nào chứ thế này, 500 nghìn này nhá. Mà vài lần 500 là thành mấy triệu, được bữa nhậu thịnh soạn đấy. Đúng rồi. Có gì? Uống đi chứ còn gì nữa. Uống rồi. Nói dài thôi. Con chẳng ở nhà. Con ở nhà đói quá, đói quá. Ở đây anh. Có thấy cháu đi làm bố cháu không cho cháu ăn à? Sao đối xử thế? Nhà cháu hơi bị điều kiện đi nhá, chú nói thế là không được đâu. Chú Phúc ơi, sao chú lại ăn nói lại mất quan điểm thế? Chú là rất hay xỉa soi bố cháu nhá. Bố mẹ thì bao giờ phải nhịn cho các con chứ để ai làm ăn thế. Chẳng qua là cháu đi diễn về nhá, là cháu đói thôi. Nhưng mà cả nhà cho cháu xin chai bia. Tôi hiểu chú Phúc rồi. Tất cả vì thế này là chú nói hay thôi. Vừa rút ra cái tự dưng bây giờ ruột nó đang như kiểu sắn muối ấy. Cho chai bia em ơi. Nam ơi, cái bát rồi đùa nữa. Thế cái thằng con Khánh đâu? Anh ấy đi học khiêu vũ rồi ạ. Ai à, thằng đấy mà khiêu vũ là chắc là người đẹp lắm đấy. Trông như con mãng xà đang muốn éo ấy. Tiếp, chú làm gì mà nói đến anh Khánh đi khiêu vũ mà chú có vẻ là bất mãn thế. Mà là trông như gấu Misa ấy. Dâu ria xồm xoàm vào gặp các thầy các cô. Xà em xin phép được thơm thầy. Ông đấy,
Nhắc đến anh Khánh đi học khiêu vũ vừa đóng tiền xong, con mới nhớ là bác với lại cả bố cho con xin tiền mỗi người 100, à đâu, mỗi người 500.000 tiền mà hôm thua xếp hình ấy. Trả đi thôi. Thế mới đau chứ này. Này, vay mà để người khác nhắc nhở này là nhục lắm. Này, lại sách bé thích bác nhau rồi. Này, chú ơi, chưa đến lượt chú nhá. Thế là cụ mượt 5 lít. Ngồi chưa đến chỗ đã ra đi. Dạ con xin bác ạ. Ông ơi, không phải là người trong nhà mà không giả là không được đâu nhá. Thằng này lạ nhỉ, cái bố con có mấy trăm mà ông đòi. Đấy, kìa bố. Mà những người tiếc nợ là những người vớ vẩn nhất. Thế mà tóm lại là cái tờ này vừa túi kia sang bên này cũng chưa kiểm nóng chỗ. Bố ơi. Bye bye. Bố khổ quá, bầu xô cứ nhắn tin hỗ trợ con đi. Nhắn tin mà. Nhưng bố ạ, tiền vào đây chưa nóng chỗ, Dạ con xin phép. Dạ cháu thua tiền xếp hình chú, cháu xin phép cháu trả nợ cho chú ạ. À chú xin. Đây nó gọi là chân lý của thế giới. Mọi ngả đường ấy đều dẫn tới thành Rome. Nhưng mà chú ơi, 1 triệu này nhá là tiền cháu mua đường mua sữa cho em Sóc đấy. Em Sóc vừa quê lên đang cô đơn nhớ chú lắm đấy. Bác lành làm chứng. 1 triệu này cháu xin nhá. Mày có nói điều này? Cháu nói thật mà. Ồ thế à? Thằng này trả được cái gì gian như ông Toàn. Này. Chú nói bố cháu thế thì không được đâu nhá. Chú phải nên nhớ nha, nó là con cháu. Chú là chú, cha chú. Có danh kẻ dưới mới là người trên nhá. Mà chú Vũ ơi. Em Sóc này cô đơn rơm rớm nước mắt đang ở nhà đợi chú về đấy. Ồ thế chết rồi. Thêm cháu thăm cháu đấy. Thế có tiếc không chứ? Bây giờ mới phát hiện ra cái con cá lăng hôm nay của mình ấy. Mình gọi ra đây thế này em lại không có cơ hội được trả tiền rồi. Thôi em phải về nhà. Có cháu với bà dưới quê lên. Thôi rồi, cứ trả tiền trước. Không. Cái này thì thôi bác thông cảm. Trong gia đình có sự bối rối nhất định. Các bác thông cảm nhá. Luật lệ rồi. Thế thôi nhá. Không. Chào bà. Nhưng mà chú Phúc ơi, cái thời gian mà trả tiền nó không mất nhiều đâu. Chú Phúc ơi. Chú Phúc lần nào cũng thế nhỉ? Cứ đến ăn. À, nè chú Toàn. Anh trong ví còn có 200 nữa. Này, anh có bao nhiêu tiền? Rất nhiều tiền. Nhất trong tài khoản hết rồi. Thực tế là tôi giờ cũng chỉ có 100 bạc. 100 cái cộng cái bật lửa. Bố con xin phép con về trước. Này. Về đây bác bảo ngồi xuống đây bác bảo. Ngồi xuống. Ngồi nguyên đấy. Bây giờ chỗ cá này còn rất nhiều. Mày đưa cho bác 1 triệu đây. Bác vay mày 1 triệu thì bác sẽ giảm cho mày. Không phải vay đâu. Tóm lại là con đã mua sữa cho em Sóc rồi ấy. Thì bố vừa nói là có danh kẻ dưới mới là người trên. Anh ấy mua cho em rồi còn đi tính tiền. Hơn được 1 triệu mới giả tiền cá. Ôi, tôi vay. Không phải vay. Tôi sẽ trả cho cháu. Ai làm ăn ông không là phải sách mé đấy. Nó khích bác gì nhau. Tiền thì ông so làm sao được với tôi. Biết là bác rất nhiều tiền nhưng mà riêng vấn đề mà so sánh về thanh toán thì bác tuổi gì. Lại có tuổi không thì còn mỗi 2 anh em. Năm nay 10 bữa thì em thanh toán đến 8 rồi. Mặc dù bác nhiều tiền. Thôi để im cho con ăn cho nó ngon. Thế thôi rồi. Tóm lại là bác mạnh sẽ trả tiền. Con cứ ăn tự nhiên nhá. Nào, thôi ta làm một ly. Vui vẻ nhá. Hết. Con gái bố ngoan quá. Bố, sao hôm nào bố cũng về muộn đấy? Con mấy bà chờ lâu ơi là lâu. Bố về muộn đâu? Chẳng qua là do 2 bà cháu lên không báo cho bố. Làm bố không biết 2 bà cháu ở nhà chứ bố không hôm nào bố về muộn. Bác Lành kể mấy con rồi. Cô bán nước ở dưới sân cũng kể mấy con rồi. Hôm nào bố cũng về muộn và còn say xỉn nữa cơ. Về muộn hôm nào mà bố có bao giờ say đâu. Ăn cơm đi con. Mà con biết ưu điểm lớn nhất của bố con là gì không? Là đẹp trai. Bố đẹp trai không? À bố ơi. Hết nghỉ lễ là lớp con học phụ huynh đấy. Bố sắp xếp công về đi học phụ huynh cho con nhé. Đây. Con yên tâm. Việc đấy là bố luôn luôn nhớ. Không bao giờ bố quên được. Bố nhớ nhá. Bố không đến là con xấu hổ lắm đấy. Vì các bạn bảo là mẹ con không ở với con nữa. Vì có một lời nguyền gì đó. Nếu như bố không thương con thì con xấu hổ lắm. Con
yên tâm là lúc nào bố cũng thương con. Mà con gái của bố học giỏi, bố rất tự hào về con. Ăn cơm đi con. Con không có mẹ cũng được, nhưng mà con phải có bố, nếu không các bạn lại chịu cười con đấy bố ạ. Giống như cô bé bán diêm. Cô bé bán diêm á? Vâng. Cô bé bán diêm là cô bé nào? Con để chơi cô đấy à? Bạn đấy là nhà đâu? Quê quán đây nào? Cô bé bán diêm ở trong chuyện của Alexander. Bố không nhớ gì à? Cô bé bán diêm á? Bố nhớ ra cô bé bán diêm rồi. Bố đã từng gặp bạn đấy rồi. Thế nhưng mà bạn Alexander là bạn nào? Còn chịu bố luôn đấy. Alexander đứa nào nhỉ? Sau này, thế về nhà bà ngoại ấy, có được đi chơi nhiều không? Nhiều ạ. Thế hả? Bà cháu cần dạy ấy là phải thành công bằng năng lực của mình. Phải học thật giỏi, có nhiều kiến thức. Thế à? Trong đầu không ai lấy được cơ ạ. Đúng rồi. Thế ngoài lúc học ra ấy, thì sao còn làm gì nữa? Cháu còn làm vườn nữa. Thế hả? Bà càng ngày càng yếu rồi, để cháu còn giúp bà nữa cơ ạ. Ôi, sốc giỏi thế. Này, tại sao mà bố cháu lại đẻ ra được một đứa con gái xinh như cháu, thông minh như cháu? Này, bác hơi bị ghen tị đi nhá. Thật ra bố cháu có dạy gì đâu ạ. Thế à? Tại cháu đọc sách với cả bà dạy đấy ạ. Thế à? Bà cháu cần dạy là phải trung thực cơ ạ. Vì nếu như ấy, sai một lần là có thể sai thêm một lần nữa đấy ạ. Ôi, Sóc ơi, này, sao cháu giỏi thế hả? Hôm nay nhá, bác muốn bày tỏ là bác rất ngưỡng mộ cháu. Bác tự hào về cháu đấy, sao mà cháu giỏi thế? Cảm ơn bác ạ. Này, thế bố cháu nấu ăn có khá hơn không? Bố cháu á, cũng bình thường thôi ạ. Thế hả? Mà bố cháu hôm nào cũng uống rượu say. Cháu hôm nào cháu phải nói với cả bố thẳng thắn mấy cái được. Thế à? Thẳng thắn à? Nghĩa là chuyện nghiêm túc đúng không? Vâng ạ. Đúng là bà cô già, yêu quá cơ. Đi đi. Ôi bác ơi. Hả? Cháu không đi chợ cùng bác được không? Sao lại cháu thế? Cháu muốn chơi với cả em Linh ở kia kìa. Em Linh à? Vâng ạ. Em Linh nào đấy? Cái em Linh mà hay sang nhà mình chơi đấy ạ. Thế à? Vâng ạ. Đi ra đây con. Em Linh ơi. Chào Linh. Chào bác ạ. Linh này, bây giờ bác sẽ để chị Sóc ở đây chơi với con. Con có đồng ý không? Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Nhưng mà bác dặn nhá, hai chị em ý, chơi gần đây thôi, không được đi theo người lạ. Và đặc biệt ý, là không được nhận quà của người lạ, nhớ chưa? Vâng ạ. Mà thôi, nắng thế này, hai chị em vào chỗ mát mà chơi đi nhá. Bác đi chợ đây. Vâng ạ, đi vào bác. Đi. Em giờ chị chơi trò lò cò được không? Nhưng mà nếu chị thua chị có mua kẹo cho em không? Có chứ. Bà chị vừa cho chị ít tiền lẻ để chị mua kẹo cho em nhá. Thì chúng mình đứng lên nhá. Ra ngoài kia chơi đi. Thôi, chị cứ đứng đây để em ra lấy. Ở ngoài đấy nắng lắm. Bây giờ chị cứ tưởng tượng đây là 8 ô. Rồi sau đó chị cầm con này đi. Chị ném. Rồi chị nhảy là còn một chân. Nhảy là còn một chân ra đấy á? Rồi sau đó chị sút về một cái. Chị trượt rồi. Thế chị thua rồi à? Để chị đi mua kẹo cho em nhá. Nhưng mà có nên đi xa không chị? Không sao đâu, để chị bảo vệ em được mà. Chị sát sớm rồi đấy. Như thế thì mặt trăng ấy, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác. Em rất ngưỡng mộ chị. Lần đầu tiên có người ngưỡng mộ chị đấy. Thôi đi. Hai đứa mua gì đấy? Cô bán cho cháu một bánh kem xốp ạ. Tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Hai đứa tự tìm cho cô nhá. Vâng ạ. Chị ơi, tiền. Em lấy ở đâu đấy? Nhà rơi xuống đất đi. À.
tôi mấy lon bia đi. Ok xong. Đây là con nhà anh à? Anh về dạy lại con đi nhá. Bé tí mà đã ăn cắp tiền như thế này rồi thì không biết là lớn lên còn ăn cắp cái gì nữa đấy. Sóc, có phải thế không? Con có ăn cắp đâu à? Tại gió nó thổi xuống đây ạ. Xin lỗi chị. Chị để tiền ở chỗ nào? Tôi không bao giờ nói ngoa, đời nào tôi lại vu khống trẻ con. Đây, tiền tôi để trên tủ, vẫn còn đây. Đi vệ sinh xong, ra lại thấy nó cầm ở tay. Thế là như thế nào? Thôi được rồi. Sóc nhá, bây giờ giúp bác lấy lại cái tờ 100 mà cô vừa mới cầm đấy. Thôi bác sẽ minh oan cho cháu nhá. Vâng ạ. Lấy đi. Lên đấy, cố lấy bằng được cái tiền ở trên đấy xem nào. Có tới không? Không lấy được ạ. Đấy. Như thế là được rồi đấy. Chú này, hôm nay quá thế, thông minh đột xuất. Ôi giời. Cô nói cho chị biết nhá. Tiền chị để trên này, đấy giờ bảo cháu nó cố tình nó với, thậm chí nó nhảy lên nó không lấy được. Mà lại đổ tội cho cháu lấy tiền của chị là thế nào? Mình là người lớn, nói cái gì nó phải chuẩn xác và cực kỳ đúng, thì các cháu nó mới tin được. Với lại theo tôi nghĩ là hôm nay trời đang nổi dông. Chắc chị để tiền ở trên đấy, gió rơi xuống đất, cháu nó nhặt hộ chị đấy. Đúng rồi đấy ạ, à. Em cháu nó nhặt được ạ. Đấy. Đúng ạ. Cháu nhận được đấy ạ. Đấy, chị đã thấy chưa? Còn nếu không tin nữa, chị kiểm tra camera đi. Ông hôm nay được đấy. Thông minh lần hai luôn. Lại tiếp tục thông minh phải không? Không nghĩ rằng hôm nay thông minh một cách đột xuất như vậy. Chị ạ. Em nghĩ là các anh nói đúng đấy ạ. Hai con cho cô xin lỗi nhá. Các anh bỏ qua cho em ạ. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Nói với trẻ con cái gì nó phải cực kỳ chuẩn xác nhá. Thôi xong rồi, về bác. Cháu trả lại, về bác. Hôm nay nhà bác Lành nấu nhiều món ngon lắm. Cô thấy không? Đấy, bây giờ cô có cho cháu tiền cháu cũng không lấy ấy. Bởi vì tiền của người lạ là cháu nó cũng không lấy. Thôi chào cô nhá.